Arthur rất vui được gặp lại quý vị và các bạn qua chương trình Nhan sắc mới khởi đầu mới, chương trình do Gia Cát Media thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 17:35 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Và chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự đồng hành từ Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Trước khi cùng chia sẻ chặng đường tiếp theo của Nhan sắc mới khởi đầu mới cũng như là mang đến cho quý vị khán giả một câu chuyện truyền cảm hứng, thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ những vị khách mời sẽ cùng với anh Thơ chia sẻ câu chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên xin mời quý vị cùng gặp gỡ bác sĩ Trần Trung Tính đến từ khoa tạo hình thẩm mỹ ngực bụng của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Dạ chào bác sĩ ạ. Xin chào MC anh Thơ. Xin chào khán giả của chương trình Nhan sắc mới khởi đầu mới. Và một lần nữa quay trở lại với chương trình sau khi đã có rất là nhiều cảm xúc từ những chương trình mà chị đã từng tham gia. Xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ diễn viên Đào Vân Anh. Dạ chào chị ạ. Chào anh Thơ, chào bác sĩ Trần Trung Tính. Và chào quý vị khán giả thân yêu. Quý vị khán giả thân mến, thường thì mọi người hay nói đùa và cả nói thật với nhau, cũng như đưa ra những cái lời khuyên rất là chân tình cho nhau. Đó là hạnh phúc lớn nhất của đời người phụ nữ, đó chính là gả cho đúng người. Vậy nếu như chẳng may hôn nhân gặp trục trặc thì lúc đó chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ đó là dấu chấm hết cho cuộc đời của mỗi người phụ nữ hay sao? Cũng chính vì quan niệm đó cho nên đã có rất là nhiều chị em phụ nữ khi mà gia đình gặp biến cố, đặc biệt là biến cố về hôn nhân, đã để cho bản thân, cho tinh thần và cho sắc diện của mình xuống cấp không phanh. Và cái tình trạng xuống cấp này càng tiêu cực hơn nữa khi giai đoạn mà gia đình gặp sự cố lại là cái giai đoạn mà chị em phụ nữ vừa mới trải qua hành trình vượt cạn, cũng như là lo lắng cho gia đình, lo lắng cho con cái với rất là nhiều áp lực, giống như là người phụ nữ trong tình huống sau đây. Xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi. Thúy à, trời ơi sao cửa lại mở vậy không biết nữa, thiệt cái con này. Trời ơi, cái gì mà nhà cửa mà bê bối như vậy nè trời. Thúy à, Thúy ơi, sao nhà cửa để bê bối vậy? À, trời ơi, quỷ, quỷ, trời ơi. Trời ơi, Thúy nè. Tại Như Thúy. Trời ơi, con hả Thúy? Con có biết cái hình hài của con nhìn như con quỷ không? Trời con sao vậy? Ngồi lên cái gì vậy nè trời ơi. Trời ơi con đang dọn nhà vậy ơi. Sao mà bèo dữ vậy con hả? Con có biết hình hài con lại gì đau lòng lắm con có biết không? Con còn đau lòng hơn gì nữa nè. Vợ chồng con đã bỏ con rồi. Dì biết rồi. Nó theo Bùi Nhí rồi. Dì biết bởi vì dì mới qua đây dì an ủi con nè. Dì biết á là người đàn bà sau khi sanh đẻ là bể phọt nè, rồi bị stress nè, rồi tâm công ngàn việc nè. Nhưng mà con ơi, mình phải biết chăm sóc mình đó con. Mình phải biết khắc phục được cái điều đó chứ. Con không hiểu nào để tàn tại cho con. Mình phải làm đẹp, mình đẹp như vậy là chồng mình mới thương mình. Thời gian đâu mà con chăm lo cho bản thân mình hay gì? Từ khi con đẻ thằng Bo tới bây giờ, trời ơi, con phải lo chuyện nhà, lo cho con bú, lo cho con ăn, nấu ăn cho chồng. Thời gian đâu mà con chăm sóc bản thân con? Bà Thím để chân xuống bà Thím. Trời ơi con ơi, làm sao không có thời gian, mình phải biết tranh thủ thời gian, nghe chưa? Rồi những cái gì chồng con làm được, con chia sẻ chồng con để chồng con phụ con. Bây giờ còn chồng nữa đâu mà làm đẹp để làm cái gì? Ủa? Làm đẹp cho mình, làm đẹp cho đời, đâu phải là chồng ly dị là hết đâu con. Mà bây giờ con rầu quá, giờ không biết sao để lo cho thằng Bo. Chắc tính ít bữa ẩm thằng Bo qua nhà dì ở. Thôi nha, đừng có bây giờ cái ý nghĩ đó nha, nha. Dì không thể nào mà dì lo thêm một hai người nữa. Con phải tự lo cho con của con. Bây giờ con phải làm sao quá dì? Dì biết rồi nhưng mà chà, bởi ta nói con bê bối quá à, con ơi. Biết ở nhà con nuôi giấm rồi con để cho nó đổ tràn lan, cho nó hôi cả cái nhà luôn vậy nè. Mấy cái giấm nó cứ cần thì vô siêu thị mà mua. Nuôi cái giấm nuôi giờ để nó đổ nó hôi quá nè, không biết dính líu đâu nè. Hôm qua tới giờ con chưa tắm. Trời ơi. Trời ơi con ơi, con tàn tạ quá. Con ơi đến nỗi mà con bê bối một cách dễ sợ vậy hả? Sao vậy con? Con có biết con là cái gì không? Con có biết ở sớm con là cái gì không? Đó là quả khôi của sớm. Con là á khôi, gì mới là quả khôi thôi. Con à, bây giờ nghe lời gì đi. Con cần phải đẹp, đẹp trai, đẹp cho mình và đẹp cho đời. Phải hăng hái lên, trời ơi, gạt hết tất cả đau buồn. Con phải đi kiếm việc làm chứ. Nghe lời gì, con sẽ là Tạ Như Thủy chứ phải là Tạ Như Quỷ. Trời ơi, không biết chị Vân Anh nghĩ sao chứ bản thân em thấy á, là quá nhiều hình ảnh của mình ở trong đó.
Thiệt ra thì những người phụ nữ mà sinh con và suốt ngày nào việc nhà, việc con, việc cái, việc tả, việc sữa, việc ăn, việc uống cho cả một cái gia đình đó, đó là một điều rất là kinh khủng luôn á. Phải những ai mà đã trải qua rồi thì mới hiểu được. Cái đó là em nói về cái bên ngoài là người khác có thể nhìn thấy được, chỉ có chị em mình là không thấy thôi. Còn đúng không ạ? Mình chỉ thấy là hạnh phúc là mình được lo cho chồng cho con. Nhiều khi hỏi thăng thăng mấy câu cho vui vậy thôi. Chứ có chồng, được lo cho con, đó là niềm hạnh phúc của chị em mình rồi. Nhưng mà có một cái người khác không thấy, chứ mình thấy rất là rõ. Và cái này mới là cái mà nó đánh vô tâm lý của mình nè. Đó là sự xuống cấp về cơ thể của người phụ nữ. Vậy bác sĩ, là một bác sĩ ở khoa tạo hình thẩm mỹ, có những cái thay đổi tiêu cực nào mà chị em phụ nữ sau cái cuộc hành trình là mang thai và sinh con sẽ phải đối mặt? Sau khi sinh con á, và một mình đang trong quá trình mà mang thai, sữa căng đầy thì to, nhưng mà khi sinh xong cho con bú cũng là xuống cấp cách trầm trọng. Cái thứ hai là sự sa trễ của cái tiếng vú, cái ngực mình bị sa trễ xuống, đó là cái mặc cảm tự ti của các chị em. Chị luôn luôn có một cái thắc mắc như thế này, không hiểu đàn ông họ suy nghĩ như thế nào mà trong cái thời gian mà những người phụ nữ họ chịu đựng nhiều nhất, họ ôm đồm nhiều nhất tất cả những cái khó khăn vất vả và họ mang lại cho gia đình và mang lại cho cuộc sống những cái điều tốt đẹp nhất, thì đàn ông lại hay xa lánh họ và làm cho cuộc sống gia đình á có một sự rạn nứt. Tại sao đàn ông có thể như vậy được? Trong khi tại sao không nhìn thấy những cái sự hy sinh lớn lao đó của phụ nữ? Nhìn chung mỗi người một số phận, mỗi người một câu chuyện. Là một bác sĩ chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ ngực bụng của Bệnh viện Chay Hàn Quốc thì mình cũng có một cái cơ hội, cái dịp để lắng nghe những câu chuyện của các chị em sau một hành trình có em bé, rồi hành trình vượt cạn. Thì sau khi mình sinh em bé rồi thì cơ thể mình nó xuống cấp, đặc biệt là vòng 1. Có những câu chuyện mình rất xúc động. Bác sĩ ơi, nói thiệt cho bác sĩ là chồng tôi có một người khác. Tôi lúc đó tôi mới nhìn lại bản thân mình và tôi thấy cái sự xuống cấp này là quá kinh khủng. Và những câu chuyện nó làm cho mình rất là xúc động. Có nghĩa là phải đến khi có cái vấn đề gì đó, có một cái câu chuyện gì đó rồi thì họ mới giật mình nhìn lại bản thân. Đúng. Đa phần là khi có một cái sự cố nào đó thì họ mới giật mình nhìn lại. Chứ còn thôi cuộc sống cứ cuốn các chị em mình thì đa phần các chị em mình quên đi cái chăm sóc bản thân. Dạ. Thực ra là anh thường nghĩ trong cuộc sống nha, ai cũng sẽ không ít thì nhiều có những cái va vấp hoặc có những cái biến cố nào đó. Cho nên là không bao giờ tránh khỏi chuyện là trong cuộc sống mình sẽ có những cái thời điểm mà mình không còn muốn quan tâm đến bất cứ một điều gì, bao gồm luôn cả chính bản thân mình. Nhưng như Thơ đi, Thơ thấy nha, có những lúc mà Thơ đang rất là buồn, gặp rất là nhiều chuyện ở trong cuộc sống, nhìn vào gương thấy mình xinh đẹp, mình tươi tắn, tự dưng cái anh Thơ phấn chấn lên hẳn, tự nhiên thấy mình có thêm năng lượng tích cực á chị. Thì không biết cái tâm lý đó của em nó có bình thường hay không, hay là do bản thân em quá mê cái đẹp ? Chị nghĩ là bình thường, bởi vì chị cũng y vậy. Thực ra người phụ nữ nào khi đã có con rồi cũng bộn bề lắm, công việc nhiều lắm. Cái chữ mà không hề có một thời gian để chăm sóc bản thân đó là điều có thật. Chứ không phải đó là chỉ là một cái lý do biện hộ cho mà lôi thôi của bản thân mình. Nhưng nếu như ai mà nhanh chóng ý thức được cái đẹp và ý là sẽ sắp xếp được đúng à, rồi. Đúng không ạ? Chị có ý thêm một cái ý thức nữa là mình là phụ nữ mà. Cho dù như thế nào đi chăng nữa mình cũng phải đẹp. Đẹp ít nhất là trong mắt mình thấy mình đẹp là mình đủ tự tin rồi. Là nó có năng lượng rồi. Đúng rồi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ câu chuyện của bạn Thảo Nguyên, là một nhân vật của chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới. Bạn Thảo Nguyên đã tìm đến với chương trình mong muốn được hỗ trợ để giúp cho bản thân mình lấy lại được ngoại hình, lấy lại được sự tự tin sau biến cố hôn nhân. Và xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của bạn Thảo Nguyên. Sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ, phần đa những người phụ nữ sẽ rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần, bỏ mặc việc chăm chút cho bản thân. Nhưng cũng có không ít những người đã tự vực dậy tinh thần và nỗ lực hết mình để cuộc đời bước sang một trang mới tươi đẹp hơn. Phụ nữ sau ly hôn thường có rất nhiều cách để thay đổi bản thân. Có thể là cắt phăng đi mái tóc, mua sắm quần áo mới. Còn với chị Thảo Nguyên, một nhân viên tiếp tân khách sạn, cách chị thoát khỏi nỗi buồn sau hôn nhân đổ vỡ chính là đi tìm lại điểm tự tin nhất trên ngoại hình của mình khi trước. Mình tên là Thảo Nguyên, mình 30 tuổi, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi mình chưa sinh em bé thì ngực cũng không phải gọi là đẹp lắm, nhưng mà cũng là một phần tự tin của mình. Nhưng mà từ lúc mà mình sinh em bé cho đến khi mà bé nhà mình không dùng sữa mẹ nữa thì ngực của mình nó bị khi mà hết sữa thì nó sẽ bị teo lại, và đến bây giờ thì cái hiện trạng ngực của mình nó rất là chảy xệ và mình mất tự tin hoàn toàn.
Gia tài lớn nhất của chị hiện nay chính là đứa con nhỏ. Có lẽ đây là một trong những lý do lớn nhất khiến chị không thể buông xuôi cuộc sống của mình. Việc chị mong muốn tìm lại những đường nét thanh xuân trên cơ thể không chỉ đơn thuần là nhu cầu làm đẹp của một người phụ nữ, mà là một người mẹ cần được tiếp thêm động lực để tự tin phấn đấu nhiều hơn trong công việc. Lúc mà thời còn con gái thì mình hay đi biển mà diện những bộ cánh bikini, mình tự tin lắm. Nhưng mà sau khi sanh em bé rồi thì mình cũng hạn chế không đi biển nữa, là tại vì vòng một của mình không có còn được như xưa nữa. Bây giờ nó càng ngày nó càng chảy xệ thì mình chỉ nên mặc những cái đồ kín thôi. Mình dùng những cái biện pháp như là dùng áo nâng hay gì đó để ngực nó nhìn nó được cải thiện hơn một chút. Đồng cảm với hoàn cảnh của người mẹ trẻ, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc cùng chương trình Gian sắc mới khởi đầu mới đã đồng hành cùng hành trình tìm lại sự tự tin của Thảo Nguyên để chị thêm vững bước trên con đường dài phía trước của hai mẹ con, cũng như một lời động viên gửi đến tất cả những người phụ nữ sau hôn nhân đổ vỡ. Dù trong hoàn cảnh nào, hãy luôn nhớ chăm chút yêu thương lấy bản thân mình. Anh Thơ rất là thích cái câu là hãy yêu thương lấy bản thân mình. Nghĩa là đây không phải là cuộc hành trình để mà làm đẹp ngoại hình một cách đơn thuần, mà có thể xem như là một cái cột mốc để giúp cho bạn ấy thực sự có thể quay trở lại với cái nhịp sống thường ngày, giúp cho mình tự tin hơn và cùng với con xây dựng một cái cuộc sống mới sau cái đổ vỡ hôn nhân. Một cái bước đi rất là đúng đắn đúng không ạ? Và nó cũng sẽ kéo bạn ra được cả cái vấn đề suy nghĩ nặng nề về tâm lý nữa. Dạ thưa bác sĩ, khi mà bác sĩ tiếp xúc với bạn Thảo Nguyên á, đánh giá về chuyên môn thì cái dòng một của bạn ấy là gặp cái tình trạng như thế nào ạ? Tất cả những phụ nữ ai khi sau khi sinh em bé thì luôn luôn có sự giãn của mô tuyến. Khi mô tuyến vú trong quá trình sinh em bé thì nó sẽ được tăng sinh và các dây chằng trong cái mô tuyến nó được giãn nở ra. Và sau khi giai đoạn mà cho con bú thì nó thu hồi lại, nhưng mà các dây chằng nó không thể nào thu hồi lại được giống như lúc trước sinh, gây cái tình trạng là mô tuyến bị nhỏ đi và thì nhão của mô tuyến và chảy xệ mô tuyến. Đó là cái mà tất cả phụ nữ sinh em bé đều phải trải qua cái đó. Lựa chọn một phương pháp để làm can thiệp về mặt phẫu thuật để cải thiện dáng vóc của vòng 1 thì mình nghĩ đây là một cái suy nghĩ mà không phải ai cũng suy nghĩ được như bạn Thảo Nguyên. Còn rất là nhiều câu hỏi nữa, nhưng mà bản thân anh Thơ lúc này đây thì chỉ muốn gặp ngay bạn Thảo Nguyên trên sân khấu của Nhan sắc mới khởi đầu mới thôi. Với lại chị Vân Anh có giống suy nghĩ của em không ạ? Chị rất muốn gặp Thảo Nguyên ngay bây giờ. Vâng ạ. Vậy thì bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng gặp gỡ bạn Thảo Nguyên. Chị rất là xin lỗi Thảo Nguyên, tại vì nãy giờ thì chị đã quá đồng cảm với là cái hình ảnh của nhân vật ở trong cái tình huống của chương trình đưa ra, là một người phụ nữ sau ly hôn mà con nhỏ để cho bản thân của mình xuống cấp một cách trầm trọng luôn. Cho nên là khi mà Thảo Nguyên xuất hiện một cái, chị cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Ở cái gương mặt của Thảo Nguyên á, rất là tươi và rất là tự tin luôn á. Thật ra thì trong cái khoảng thời gian đó đó, em đã bỏ bê bản thân mình luôn. Con em chỉ mới mấy tháng thôi, em cứ có suy nghĩ là chẳng biết là mình đẹp để làm gì. Tại vì cái biến cố cuộc sống của em nó quá là lớn đi, em không quan tâm tới những người khác nữa. Người ta nhìn em sao cũng được, em chỉ cần biết là có con em thôi. Con em thì chắc chắn là hôi giờ nó chê mẹ nó xấu rồi, thì cứ đi làm xong rồi về nhà chơi với con thôi, không cần thiết phải son phải phấn phải gì cả, và đóng cửa nhậu trong nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Vậy trong cái thời gian mà em bỏ bê bản thân mình như vậy á, thì có những đồng nghiệp hay bạn bè gì, có ai có ý kiến gì với em không? Dạ có chứ, nhất là anh sếp với các bạn làm chung với em. Tại vì công việc của em á là lễ tân, thì có nghĩa là tụi em phải đứng trực quầy và đứng giao tiếp rất nhiều với khách. Cần phải có một gương mặt rất là xinh xắn. Dạ đúng rồi, phải tươi tắn mỗi ngày. Thì lúc đó thì anh sếp anh cũng biết là hoàn cảnh gia đình em như vậy. Nói chung là anh cũng tránh, anh không có nhắc tới, nhưng mà anh chỉ nói đi làm là phải trang điểm cho anh, bạn nào không trang điểm thì anh phạt 200 ngàn. Thì ý là anh đã muốn nhắc khéo em rồi, nhưng mà em cứ nói thôi 200 ngàn cũng được, anh muốn thì em nộp thôi chứ giờ em không tha thiết. Thì cứ như vậy thời gian nó cứ trôi qua cho tới khi mà em nhận ra được là mình phải vực dậy. Cái này quan trọng nè, cái sự kiện gì? Đúng cái rồi. Như thế nào mà tự dưng là mình lại tỉnh ra để mình nhìn lại và mình nhận ra được cái điều đó? Trường học của con em sẽ có những cái buổi là mời phụ huynh đến là dự sinh nhật của các bé, hoặc là 8 tháng 3, 20 tháng 11. Thì khi mà em dự, em thấy sao mọi người đẹp nhiều quá, mà mình thì xòe xòa như vậy.
Nhiều khi mình vào trường mà người ta nhìn mình với một cái ánh mắt, ủa cái này phải phụ huynh không? Hay là bạn dọn dẹp nào vào đây đặng dọn dẹp? Thì nhiều khi mình cũng mặc cảm. Rồi những cái lúc mà em làm chung với các anh chị trong chỗ làm á, thì thí dụ khách người ta tới thì người ta cũng tới cái bạn đẹp hơn. Còn mình thì người ta cũng chào nhưng người ta không nhiệt tình bằng những cái anh chị em mà người ta gọn gàng, đẹp đẽ, bắt mắt hơn. Thì lúc đó em mới suy nghĩ là cuộc sống không phải là em sống cho em nữa, mà em phải sống vì em phải kiếm tiền để em lo cho con bé nhỏ, rồi còn cả gia đình nữa. Mẹ em thì cũng lớn tuổi rồi, chị em lại là con gái lớn, thì buộc lòng em phải vực dậy. Bao nhiêu người ta cứ phải đi ra đường, người ta mở mang, người ta gặp gỡ những người này khác, mà tại sao em lại phí cái thời gian đó? Em đi làm về 8 tiếng ở chỗ làm rồi đi về lại đóng cửa ở trong phòng với con thôi. Trời ơi, bạn nói tới đâu là thơ thấy thấm tới đó. Câu chuyện của bạn ngày hôm nay sẽ truyền cảm hứng và sẽ cho rất là nhiều những cái năng lượng, những cái suy nghĩ tích cực cho chị em phụ nữ. Lúc đó bạn giật mình, bạn thấy là tại sao mình phải phí hoài cái thanh xuân của mình như vậy, vì những gì nó đã qua, vì những gì của quá khứ bây giờ nó đã không còn nữa rồi. Thì lý do làm sao mà tự nhiên bạn lại quyết định là mình cần phải được trùng tu lại vòng 1 chứ không phải là đi làm đẹp một cái điều gì khác? Tại vì thật ra sanh em bé đó là cái cơ địa của em là người rất nhiều sữa. Sữa của em nuôi con bé con em, em lại nuôi thêm 3 đứa con của 3 đứa bạn em, nó sanh cùng một lúc với em mà nó không có sữa. Thì thành ra là khi mà... Nuôi 4 đứa con đó. Dạ đúng rồi, 4 đứa con. Thì lúc đó thì ngực nó phát triển rất là to. Khi mà sữa nó đã bắt đầu ngưng, nó không ấy nữa thì dòng một của em bây giờ nó chỉ còn phần da thôi. Thì khi mà em thay đồ á, mình nhìn mình còn chán chứ đừng nói ai. Thì đó là lý do mà em tìm hiểu về cái phương pháp nâng ngực. Và em cũng tìm hiểu rất nhiều bệnh viện. Sau đó cuối cùng thì em mới chọn JW. Dạ thưa bác sĩ, vậy với cái trường hợp của bạn Thảo Nguyên, khi mà kiểm tra rồi có những cái bước đánh giá, thì sau đó là bác sĩ đã chọn cái phương pháp nào để mà can thiệp cho bạn ấy ạ? Thì đó, trường hợp của Thảo Nguyên là một bà mẹ sau sanh thì có tình trạng chảy xệ về mô tuyến. Như vậy thì việc mà mình phải đặt một cái túi ngực để làm căng đầy cái phần mà thiếu đó ra, mình phải đánh giá là phải da nó phải được đi lên, phải treo tuyến lên. Treo tuyến là một kỹ thuật vừa nâng ngực mà vừa giải quyết tình trạng mà sa trễ ngực. Khi mà đầu ti có tình trạng di chuyển xuống thì bắt buộc mình phải kéo đầu ti đi lên. Thì kỹ thuật dành cho Thảo Nguyên là nâng ngực, mà mình đặt túi ngực và kết hợp với treo tuyến, nó sẽ duy trì được cái vóc dáng của ngực phù hợp với cái khung ngực của bạn Thảo Nguyên. Dạ, vậy sau cái ca phẫu thuật đó thì mọi thứ có diễn ra thành công như là mình đã dự định ban đầu hay không ạ? Thì đối trường hợp của Thảo Nguyên thì về kích thước túi vừa chọn phù hợp với bạn Thảo Nguyên. Cái thứ hai là việc làm sao để tạo một cái khe ngực, bung một cái khe ngực đẹp. Với những cái đánh giá đó thì mình làm chủ được cái kết quả, và kết quả ra là phù hợp với cái nguyện vọng của bạn Thảo Nguyên. Nguyên ơi, sau khi mà em đã có một bộ ngực thật đẹp rồi đó, cái cuộc sống của em như thế nào và lúc đó cái tinh thần của em ra sao? Thật ra khi mà em làm xong á, không phải bản thân em đâu, mà mẹ em với dì em cũng hỏi làm xong có thấy tự tin hơn không, giờ đi ra đường có tự tin không? Nói tự tin chứ, lúc mà mặc áo dài á, rõ ràng là mình thấy tự tin hơn nhiều luôn á. Tại vì khi mà em đứng em làm việc với khách á, là em có một cái quầy, thì cái quầy nó chỉ từ cái phần bụng đi lên thôi, thì hiển nhiên khi mình có rồi thì mình rất là tự tin. Nói chuyện với khách là mình cũng không còn rụt rè, mà mình cứ muốn là mình nói chuyện với khách hoài luôn á, để mà mình thu hút khách á. Thật ra thì lúc em làm thì em cũng sợ chứ không phải em không sợ. Nhưng mà thật ra là vô gặp bác sĩ nè, anh tạo cho em một cảm giác thoải mái lắm. Anh nói không có gì đâu. Mà bác sĩ thường thường ha, bệnh sao, muốn gì, nhưng mà bác sĩ này rất là thoải mái. Không sao đâu em. Mày cho em đó, em mà kể chuyện cái bác còn ngồi tư vấn tâm lý cho em nữa đó. Dạ thì lúc mà vô thì cũng hồi hộp, tới cái ngày định làm là hồi hộp lắm. Nhưng mà vô gặp bác sĩ cười, rồi bác sĩ nói giải thích là không sao đâu em, không đau đâu. Anh làm cái này chừng chút xíu mà không đau đâu, thì cảm giác như mình thoải mái hơn nhiều. Rồi khi đó mình không có sợ nữa. Về cái mức độ tự tin của em là chị cũng thấy được rồi đó. Và cái sự lạc quan hơn của em trong cuộc sống chị cũng thấy được luôn. Vậy thì trong công việc á, thì em có thấy nó thay đổi nhiều không sau khi cái quyết định của em là mình phải đi làm đẹp như thế này? Dạ, và bây giờ chứ. Mình đã đẹp rồi đó, mình thay đổi nhiều không? Dạ có chứ. Về cái phần mà nói chuyện với khách hàng như mình bán một cái gì đó, thì ngày xưa đó thì mình cứ ê thôi, khách chịu không chịu thì thôi. Nhưng mà bây giờ á, thì khi mà mình cảm thấy mình tự tin rồi á, thì khi mình nói chuyện với khách hàng mình phải có một cái sức thuyết phục, và cái mức độ mà em bán được nghĩa là khi mà nhiều hơn. Người ta có sức hút với mình thì người ta cũng đã có một cái độ tập trung nhất định, đúng dạ, không? Đúng rồi. Thì lúc đó người ta nghe mình nói nhiều hơn, dạ, người ta tập rồi, trung hơn rồi. Cái thông tin mình đưa ra. Người ta có một cái sự thuyết phục, thay vì người ta đang lưỡng lự là có nên hay không nên, nhưng do cái sự thuyết phục mà đầy tự tin và duyên dáng của Nguyên á, thì là người ta quyết định ok,
tôi sẽ đăng ký cái chuyến đi này đúng không? Dạ, thật ra là... thì không phải là bán hàng không, còn những cái mà khách người ta phiền về cái dịch vụ lưu trú của mình thì anh sếp anh cũng nói là Nguyên ơi, em tìm cách em nói chuyện với khách đi, tại vì khách giờ người ta không hài lòng. Thì hồi xưa đó, lúc mà em chưa tự tin đó, em nói thôi anh kêu người khác đi, chứ em không được đâu. Còn bây giờ khi mà mình có đủ được cái ngoại hình, cái tự tin thì anh sếp anh kêu là em sẽ chấp nhận liền. Em nói là để em suy nghĩ, em nói chuyện với khách xem như thế nào. Bây giờ cái nhân vật anh sếp này hấp dẫn nè. Bản thân ảnh á thì có lần nào mà ảnh khen hay là ảnh nói một cái điều gì đó với cái sự thay đổi rất tích cực của mình không? Anh sếp đó là quản lý thôi chứ không phải là người chủ khách sạn, nhưng mà ảnh quản lý trực tiếp tụi em. Thì tất cả những tâm tư, tình cảm hay là những cái thái độ của tụi em là đều ảnh hưởng trực tiếp từ ảnh. Sau này khi mà ảnh thấy em có được cái thần thái đó, với lại có được cái sự tự tin mà khi mà em thay đổi mình đó, thì anh sếp ảnh cũng đánh giá em cao hơn hồi mấy năm trước. Tại vì bên chỗ em làm thì cứ một năm là sếp sẽ đánh giá một lần để tăng lương. Thì đợt đánh giá cuối năm là tháng 12 là vừa rồi nè, thì anh sếp anh cũng có nói với em là anh thấy em là có thay đổi nhiều rồi đó. Công việc thăng tiến, sếp khen, lương dạ, cao. Lương tăng, đúng rồi, lương tăng. Dạ. Rồi thưởng nữa. Đúng đó, rồi. Thấy chưa? Nó đi kèm theo rất là nhiều cái thuận lợi cho em hơn, đúng không? Là cái thái độ của mình thay đổi, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình đều thay đổi theo hướng tích cực hết. Rồi bây giờ cuộc sống của hai mẹ con nè là đã bắt đầu ổn định và có những cái niềm vui thật là nhiều trong cuộc sống chưa em? Dạ, bây giờ thì con em nó cũng lớn hơn hồi trước xíu rồi. Thì em cũng không có phải là tả sữa suốt ngày mà cứ phải ôm nó trong tay rồi ăn uống rồi này kia. Thì bây giờ bé lớn rồi, bé cũng đi học rồi. Thì em cũng có một cái khoảng thời gian rảnh rỗi để mà... Dạ đúng rồi. Thì ngày xưa đó, lúc mà em tự ti á, thì anh sếp anh nói em á, Nguyên ơi, em nhìn em có chán không? Em chán thì ai thương em được. Bây giờ thì anh sếp anh nói là Nguyên ơi, giờ thương ai chưa? Trời ơi, cưng anh sếp này quá à. Rồi bây giờ được cái thay đổi rồi thì em cũng chăm đi ra ngoài hơn. Đưa bé đi chơi rồi đi chỗ này chỗ kia chơi nhiều hơn là hồi xưa. Càng vì con thì mình càng phải vì mình. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình vui là con vui liền đúng không? Em thật sự rất là cảm kích tận sâu trong lòng luôn á. Ngoài cái lời cảm ơn em không biết làm cái gì để cho bác sĩ cũng như là bệnh viện JW á, nhưng mà cứ mỗi lần mà bạn bè của em hoặc là khách hàng hay gì đó người ta có nhu cầu thì em đều dùng cái lòng chân thành của mình để mà giới thiệu một cách rất tỉ mỉ về bác sĩ và về bệnh viện JW cho khách. Còn gì bằng đúng không bác sĩ? Còn gì bằng một hơi hoa mỹ chút xíu là phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ đem lại một nét đẹp về hình thể mà đem lại một nét đẹp về tâm hồn. Và cái tâm hồn này đang truyền từ người này sang người khác, nó còn mạnh mẽ hơn là cái nét đẹp về hình thể. Một lần nữa cảm ơn Thảo Nguyên rất 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 nhiều. Ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ rất là thật cái câu chuyện của cuộc đời mình, truyền cái cảm hứng về cái lối sống đẹp, sống tích cực cho chị em phụ nữ. Và Thơ xin được chúc bạn cuộc sống của mình sẽ ngày một ổn định hơn, vững vàng hơn, thăng tiến hơn, và quan trọng nhất đó chính là càng ngày càng hạnh phúc hơn nữa. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình kỳ này cũng xin phép được khép lại. Rất là cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình, và chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Nếu như quý vị có những cái thông điệp, những cái câu chuyện hoặc là những câu hỏi muốn gửi về cho chương trình thì hãy like fanpage facebook.com/nhansắc mới khởi đầu mới, hoặc là có thể liên lạc trực tiếp với chương trình thông qua số hotline 0968681111. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Hồi xưa đó, thì nó hiền lành, nó ít nói. Từ hồi mà sống đúng bản chất của nó thì nó trở nên nó cay nghiệt, nó gắt gỏng với mọi người, thiệt tình. Không hiểu vì sao nữa. Nói chung ra những mẹ mà trong cộng đồng LGBT thì tất cả mọi người đều có nỗi đau, nỗi khổ như nhau. Là sinh ra không được trọn vẹn và không được chấp nhận và không được coi như một người bình thường. Bạn này thì có hay thì có thể học môn một chuyện hay là khi bạn có vòng một, bạn tự tin, bạn rất hạnh phúc, bạn nghĩ bạn phụ nữ trên cái thằng thái bạn là một phụ nữ hoàn toàn.